Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân sẽ lên hát với chúng ta. Đây là thưa bà cụ chúng ta, ăn kính của con, thưa các anh chị của các bạn. Quả thực hôm nay Thúy Ngân vô cùng xúc động và hạnh phúc khi mà được đến dự cái lễ ra mắt của quê hương Điện Bàn. Hôm nay con về đây con mới biết, tức là con đang ngâm rất nhiều và biểu diễn rất nhiều các cái làn điệu bồng mạc hoặc là sa mạc. Thế mà đúng hôm nay về đây biết là quê hương ta là chính là nguồn cội. Quả thực là rất là vinh dự và rất là xúc động. Thì đúng là xin cảm ơn quê hương Liên Mạc đã sinh ra cái làn điệu thật là tuyệt vời, thật là đằm thắm và thật là sâu lắng trong tất cả tâm hồn của người Việt Nam nói chung và tất cả quê hương Liên Mạc nói riêng. Thì Ngân không biết nói gì hơn. Và thì Ngân xin kính chúc các bác, các chị và ba cụ đáng kính của con một lời chúc mạnh khỏe, bình an và hoan hỷ. Thì Ngân không biết nói gì hơn, cũng gửi cảm hoa của câu nói của nhà thơ Như Di. Tức là có một câu nói như thế này: tại sao thì Ngân nói như thế? Tại vì có mong quê hương Liên Mạc của chúng ta mãi mãi trường tồn như nhà thơ Nguyễn Di đã nói. Nghìn năm trên đất nước này, quê sau được cánh cỏ bay lạc đà, quê sau được sắc mây xa, quê sau được khúc dân ca, quê mình. Yeah.
chị ạ. Thế thì là Thiên Thần trước khi rời quê hương Liên Mạc chút nữa về Hà Nội thì cũng xin thưa với các anh chị rằng chúng ta rất may mắn là có một dàn nhạc sống, anh chị ạ. Tức là hát cái nhạc sống mà Thiên Thần vẫn nói là dàn nhạc sống của những người không chuyên là tài năng nhất. Bởi vì người ta chiều tất cả những người, kể cả hát sai, kể cả hát đúng và kể cả hát tranh phô, người ta đều lượn được hết. Chứ chuyên nghiệp chúng em đó mà hát sai hơi là họ bỏ chúng em đó. Nhưng mà hôm nay quả thật là trước lễ ra mắt câu lạc bộ chèo thì các anh các chị rất là hạnh phúc, tức là có một dàn nhạc sống. Thì theo em thì các anh các chị đi đâu cũng, tức là mình hát thật và có dàn nhạc của chúng ta bên cạnh thì chúng ta nó sẽ phong phú hơn là chúng ta mời những các cái nhạc đĩa lấy trên mạng xuống, tức là nó này, nó ù này, hoặc là nó có thể là mình nhỡ nhạc nó rất là rõ. Thì rất mong các anh chị là chúng ta cứ dùng nhạc, cứ bắt các anh các chị của dàn nhạc họ lao động, tức là không cho họ ngờ, họ ngơi nghỉ các anh chị ạ. Và cảm ơn các anh và các chú rất nhiều trong dàn nhạc ạ. Và xin cảm ơn các anh.